Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thần Dương Quan, nếu tính thời gian, những quân cứu viện của Mặc Tộc kia sắp xỉ còn cần mấy chục năm nữa mới có thể đến bên Bất Hồi Quan. Tình hình ngược lại cũng không xem như nào quá tồi tệ. Nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vì thế chúng ta phải lấy được Bất Hồi Quan trước khi quân cứu viện của Mặc Tộc đến. Nếu không, một khi quân cứu viện của Mặc Tộc đến, đại quân của Mặc Tộc của Bất Hồi Quan xuất động, chúng ta phải đối diện với cục diện đánh từ hai phía. Thật sự là xuất hiện tình huống này, đừng nói là Viễn Chinh Sơ Thiên Đại Cấm, đại quân của nhân tộc có thể vượt qua kiếp nạn hay không đều khó nói. Nhưng mà nếu nghĩ về hướng tốt, hiện tại kẻ địch ở trong sáng, ta ở trong tối, đây quả thật là một ưu thế. Quân cứu viện của Mặc Tộc đại khái cũng không thể nào ngờ được hướng đi của bọn họ đã bị bại lộ. Mễ sư huynh, ta muốn đi thăm dò tình hình của những quân cứu viện kia một chút. Ta đã phái người đi thăm dò rồi, ngươi đích thân đi. Ta tự mình đi xem mới có thể an tâm, một vài việc cần phải kiểm chứng một chút, hy vọng tình hình không có tồi tệ như ta đã nghĩ. Cũng được, nhưng mà bên chỗ của ngươi nếu như lâu rồi không lộ diện, có tránh khỏi tên Mana ra đó không nghĩ nhiều. Cứ để cho hắn đi mà suy nghĩ. Nhưng mà trận chiến này còn cần sư huynh bày mưu tính kế nhiều hơn, cố gắng kéo dài một thời gian, đợi sau khi ta quay lại rồi kết thúc chiến sự. Cái này thì không có vấn đề, bây giờ Mặc Tộc chỉ biết phòng thủ, quyền chủ động ở bên trên, quyền chủ động đều ở trên tay của chúng ta. Chiến sự lúc nào kết thúc chúng ta nói là tính. Thế thì làm phiền sư huynh rồi. Ở gần đại doanh năm thời, Càn Khôn Điện, đạo kiểu, đạo chủ, không phải người ở Bất Hồi Quan hay sao, sao lại xuất hiện ở đây? Làm phiền chuẩn bị pháp trận không gian để ta truyền tống rời khỏi. Được, xin đạo chủ hãy chờ một chút. Dương Khai thông qua pháp trận không gian, từng lần truyền tống, không ngừng tiến sâu vào Mặc Chi chiến trường. Sau khi trải qua 10 lần truyền tống, đạo chủ, Lý Vô Y đâu? Lý sư huynh đưa theo mấy vị sư đệ đang còn giám sát hướng đi của quân cứu viện của Mặc Tộc kia. Đối phương có biết tồn tại của các người hay không? Có lẽ là không biết, vẫn luôn là Lý sư huynh đi trước dẫn đường. Khi phát hiện ra quân cứu viện của Mặc Tộc, huynh ấy lập tức ẩn nấp đi. Hơn nữa khoảng cách của hai bên rất xa, Mặc Tộc có lẽ là cũng không ngờ sẽ bị Bạch Trần hành tung ở nơi này. Tốt, làm thế nào mới tìm được Lý Vô Y? Trên người của sư huynh đem theo bộ Không Minh Châu. Cùng lúc đó, Không Minh Châu có phản ứng rồi. Dương sư đệ, quân cứu viện của Mặc Tộc còn đang ở đâu? Bên kia. Số lượng này quá lớn, sắp xỉ cũng gần hàng vạn người. Nếu như đám đại quân của Mặc Tộc này đều là cường giả thì có hơi đáng sợ. Có vương chủ không? Không rõ. Các ngươi hãy trốn kỹ, ta đi xem thử. Lại có tầm 300 vị ngụy vương chủ. Mọi người coi đến đây có thể bỏ chút thời gian qua kênh Nguyên Review này đăng ký giúp mình đủ 1.000 lượt theo dõi nhé. Link đăng ký kênh mình sẽ để ở phần bình luận hoặc anh em có thể nháy vào video ở màn hình kết thúc qua thẳng kênh đó đăng ký giúp mình. Mình làm để đủ điều kiện bật kiếm tiền sau tiền kiếm được lại nạp vào mấy cái app và web chuyện để mở chat chuyện. Vì mấy cái app đó chuyện nó sẽ ra nhanh hơn web anh em coi miễn phí, nhưng nó yêu cầu anh em nạp tiền mới được đọc. Mong mọi người đăng ký ủng hộ để mình có kinh phí vừa duy trì kênh cũng vừa để mở chat chuyện sớm cho mọi người có trải nghiệm sớm về bộ mình đang theo dõi nhé.